Điều chín rồi, điều chín rồi. Đây vườn này mình có một cây chín rồi này. Đấy, cây này. Quả thể chín vàng này. Cây lớn đấy, rồi chuẩn bị đến mùa thu hoạch đấy các bạn. Đấy nhá, khi trái nó chín nó rụng như vậy bắt đầu mình mới đi mình vặt cái quả thể ra, lượm lấy cái hạt này, mang về phơi. Phơi rồi cho vào các công đoạn chẻ rồi rang muối cho các tách vỏ lụa cho các bạn vẫn dùng được nhà mình đấy. Đấy, cây này nó mới chín, quả rụng lác đác này, năm mà sai được mùa là đặc xịt luôn. Cái trái này của nó là cái cây niu liên, cây to nên là dưới tác dụng thời tiết nắng nóng ấy mà nó mới chín, nó chín nó mới rụng xuống. Đấy. Có một số người ta cũng vội, người ta đi lấy que lấy xào giật quật cho nó vụt ấy, nhưng mà mình thì không thể để cho phần chín nó đẩy cho đầy, nhặt này mình bắt đầu thu hoạch cà phê. Có một cây này chứ này, này cây bên cạnh kia đâu có đâu đấy, vườn thì mình đấy các bạn. Đấy, đây đứng đứng giữa vườn này. Đấy, hàng đây là hàng cây này.